Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay mình ra mình xong tiền á, mình với cũ có sủ có đi dặn tay lưới. Thì con nước bữa nay thì nó không ngon không. Lại bọn mình những tháng này nước trên thượng nguồn nó đổ về hơi nhiều quá. Nên mình chỉ thể có thể dăng được một tay thôi, chứ hai tay dăng không được. Ai biết được một tay làm nên chuyện lớn sao. Giờ thì cũng tầm đâu khoảng 7 giờ sáng nè. Mình thì đang ở cái căn chợ Tân Bình rồi đó. Ở phía trước là chợ Tân Bình đó. Ở đây thì công nhân họ đi làm cũng nhiều. Làm trong mấy cái công ty ở mày, mấy công ty xây sát gạo, lò gạch rồi nè. Cũng có nhiều. Ở đây cặp theo cái máy sông luôn. Phía bên đó là cầu An Hiệp đó. Sáng cái chợ Tân Bình cũng tấp nập lắm rồi. Hồi xưa mình nghe kể là cái chợ này lớn lắm. Sau này dạng như mấy cái nhà máy xây sát gạo đó, rồi họ giải thể đó, nên công nhân họ đi tứ xứ hết trơn. Chứ hồi đó ở đây nó đông đúc dữ lắm. Giờ tranh thủ dọn ra ngoài xong tiền thôi. Nay kiếm Hugo ơi. Lâu lắm rồi chưa mà thấy mặt Hugo là gì. Đi cuốn lưới thôi bạn ơi. Bữa nay là cũng cái sủ chơi một tay một mà vẽ phía bên lạch cầu mà mình làm như dạng như thiên la địa võng các bạn. Mình vẽ cái chân cái lạch dạng nước đó, có thể là nghi ngờ các sủ nó đi chơi tay một mà chơi hình chữ U luôn á, được ăn cả nhảy hay không á. Mình nhăn lưới cái này nè, phải thời chúng rắm mà phải thời là nó chuỗi là chuỗi gũi luôn đó. Tại mình văng kiểu mình căng ngang mà theo cái phạm vi ngắn mà mình văng vô xíu rồi bắt đầu mình bo ngược ra. Đó, cây cờ chỗ này nè, nó với cây cờ đó. Ủa, bữa nay trời đâu tới mà nó xa mấy cái cẩu luôn, xâm nhập qua gì lãnh địa còn Bình Thạnh một khúc trên đó là thôi. Nói về làng bè thôi kinh khủng. Cái làng bè mà Sa Đéc á, Mũi Trắng á, từ An Giang rồi nó xuống á, Mỹ Sương nữa là nó xuống tới khúc đó đó, tới ngay chân cái tàu mà xà lan mà nó hơi xanh đó đó, đó tới đó đó là làng bè từ trên cao lãnh mà xuống tới đó luôn á. Cái bè đó thì 2 năm về trước mình thường câu tôm trên đó lắm, bè Sa Đéc. Tháng này thì nó hết mùa câu tôm rồi, đâu đợi qua tầm khoảng tháng 10 á, lúc đó mới vào mùa câu tôm lại. Bữa nay đại ca Lộc mình với gia đình sư mẫu mình thì xuống tới tặng đâu dưới mẫu bảy đâu dưới múc chỉ cà tha dưới. Và mấy tháng này nói chung là giăng lưới cũng chua lắm, giăng hai tay không được, nước nó đưa dòng nhanh quá.
kia là xà lan chạy tấp nập hết trơn, đa số xà lan cát là nhiều, ghe lúa rồi ở trên miệt An Giang, Kiên Giang nào đổ xuống á. Cái gì mà ngợn ngợn quá à, chuẩn bị có củ con đi bộ. Một tay làm nên chuyện lớn không? Ở bên đây á, nếu mà mình giăng lưới nè mà nó sập xuống cái hố sáng á, trời ơi nó sâu dữ lắm. Hố sáng là do mấy cái sáng cạp rồi bằng nó họ múc đó, két á, bởi vì nó sâu dữ lắm. Mà thường là mấy con cá khủng á là nó ở dưới đó đó, hulo á. Phải thời tán con đâu khoảng chục ký rồi, trúng đậm. Có nào mới kéo gạch neo vô tán con hulo đâu 10 ký nằm chập ba chứ không. Bà Nương mới tuyên bố bữa nay mới dính cái hồn 100 ký rồi cắt lưới bỏ chạy về đó. Có chứ. Trời ơi, một con cái hồn 100 ký thôi là xây mấy cái bè nữa đó. Gì đâu cá mắm không thấy được cái gì đâu mà ra buông súng tùm lum chân trời. Ba cái gạo chài. Hả? Trời ơi, mấy ra bỏ đi. Không quỷ mà. Chợ cái gà mà bà Nương mới hỏi rồi dơ quá bỏ à. Ừ. Bà tính lấy gà nó về luôn cho thỏ ăn. Đậm gài dạng như ca nước nó cũng hơi đục hay trong tùm lum tùm la nè, bởi vì mấy con cá nó đi giờ lọt sàn ngầu hết. Nhằm khi văng bên đây là thấy dính cá cày ba xa hú gì dính lén hết trơn. Chứ còn vào con nước mà mấy tháng trước trong đó là ở bên còn này nè, ít khi nào dính cá cày ba xa hú lắm. Chủ yếu là cá sủ à. Ở bên đây nó không có gốc rõ, đất cát không à. Còn dạng như sau này nước nó tùm lum tùm la, lúc đục lúc trong á. Còn cá nhiều khi bị mở mắt nó nổ bạn, rồi nó đi tùm lum hết á. Giờ mà dính mấy cá sủ, nhiều khi mấy con cá sủ bạn thấy chứ, nhiều khi con mắt nó lội ngoài luôn á, nổ trong á. Sủ đâu, sủ đâu. Lưới nằm dưới cái dạ xuồng, cá chỉ có lên trên xuồng mới thấy nổi thôi. Cái gì vậy? Thánh thần ơi trời, cái gốc cây làm giật mình bạn. Ừ, sổ sổ mà nó đen đen đó sao này nè. Hết nó nổi chứ. Làm giật mình luôn. Để gốc cây về chụm luôn. Đen đen nữa đâu có hồ đen. Phá đạo đi. Cây ăn ốc chưa? Cây này người ta dạng sóc trà nè, nhìn cái kiểu nó là biết liền. Trời ơi, đuối rồi. Ở đây nó rớt xuống hố sáng, nó sâu dữ lắm. Để lắm phải 50-60 mét nước mà. Gì gốc đâu đây ba? Thôi ủi đi cho khỏe ông nội ơi. Gì? Thằng thằng nghe ủi lên bảo trời đi nha. Thứ gì chịu nổi. Nghĩ sao con cá bà lớn đó bạn, mà lưới này lưới đất bao nó cũng dính lưới được hay thiệt chứ. Ôi bà ơi. Đúng xúc phạm người đi giăng lưới neo thiệt. Tưởng gì ủi phát lên cái út. Ghê gớp chưa, sĩ tùng, sĩ tùng lên hàng liền. Phải vậy chứ. Lên hàng liền. Trời ơi, trời ơi, trời, cá sấu đâm luôn. Mừng quá là tay chân rung gãy chân hả. Bà nghe hả? Thiệt không bà? Con cá đã thấy hình như nó im rùa chết queo gì đó. Củ sủ vậy tùng của bà Nương thì cái kêu ục 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 nghiền cá dưới nước luôn đó. Không mà thiệt bạn, nhầm mấy con cá mà nó lên gần tới mặt nước thôi là nghe kêu động hết sĩ con mồi. Ủa còn đầu tiên có động lực rồi, mùa sưng đã trở lại. Ừ.
Ngựa thắng xong lên luôn. Nãy giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh, xuống không gì, xuống không chào luôn. Lại phát thanh Đồng Tháp lên rồi đó. Lại phát thanh lên rồi. Nãy giờ im ru. Thăm lưới neo là vậy bạn ơi, mỗi lần dính đường cá cảm xúc nó dâng trào lắm. Dạng lưới neo nó đâu phải giống như mấy loài lưới khác, lâu lâu mới dính được con cá lựa mà. Mới có đôi khi con cung bật cảm xúc nó xuống, kéo mũi trời không thấy cá gì hết. Rồi nó cạp đắt, sụp xuống mua sáng nó cạp đắt, tùm lum vậy. Tán thêm con coi, nãy xuống cá giờ xuống đực chứ. Nó phải có cặp mới được. Con này được. Con nãy con được hả? Ừ. Không để ý trời. Không nghe kêu hết trời. Nghe đâu, bạn nghe bà nói không có nghe kêu đâu. Đứng nhìn đây hơi xa. Vậy còn con cái dưới nữa, tượng cái nó bự hơn con đực. Con cái cỡ 5 kg được ha. Cái cỡ 5 kg được rồi. Kiều tốn quá. Đường mà khùm tốn quá. Đâu có đòi hỏi nhiều. Ừ, đâu đòi hỏi nhiều đâu. Má ơi, giờ gió nổi lên quá trời nổi. Nó hay ồn, bạn thông cảm. Đồ trắng trắng chứ, cứ tưởng đâu là cá không. Ai ngờ một lao. Sĩ tụng cái nó ơi. Nào hên hên tán con mặt ghê khoảng mười mấy ký. Lâu lắm rồi không thấy mặt ghê trên 10 ký chà. Lúc trước mày mấy anh em mình, mấy tháng trước mấy anh em mình gian dính đâu con đâu khoảng 3-4 ký, 4-5 ký mà. Mà năm rồi thì có con kỷ lục nhất hình như là 8 ký rưỡi. Mấy cá cậy còn gọi là mặt ghê con coi đã lắm, bự lắm. Mà nó mạnh như đạn vậy nha. Dính nó là tiêm lên, mùm ụt mùm ụt giống như thợ lặn luôn. Nhúc nhích chơi mình hơn. Ừ mà nó hãy mà nó tuyên bố còn con cá cái dây nữa mà. Nửa đời hơn khoáng hả? À? Hết nửa đời hơn khoáng rồi đó. Còn lại nửa tay nữa nè. Ừ, bông lao. Mấy con bông lao đôi khi làm giật mình nữa. Tại nó ẩn trắng trắng giống như cá sủ vậy đó. Dính nhiều. Dạng mấy tháng này như cuối mùa cá, bể gian lưới neo dễ bị bể đầu. Kiếm được con cá chua hơn trái khế nữa. Ủa, chỗ này bông lao cũng hơi khá là nhiều ta. Ra mà làm xíu nó dính nhiều nè. Bên kia là đại ca lọc mình với sư mẫu về mà. Sớm dữ ta. Nay mấy chú không nhìn tướng Lộc ngồi là thấy biết kể đạo chắc. Giống như Tài Thiên đi thỉnh kinh không. Cậu thương tình cho mấy anh em mình tán thêm con hai con vô trọng nữa rồi. Lưới neo đâu phải ngày nào văng cũng được đâu bạn. Tháng văng được có mấy ngày à. Dính được có con cá mà nó im ru nữa rồi. Nè. Gì mà đó. Đó. Hai con. Hai con cỡ một. Mới nhắc lên liền thấy không? Con này nhỉnh hơn con kia chút. Mới nhắc con liền. Đang còn nữa rồi. Thăm lưới neo con bạc nó lên xuống thất thường lắm. Mỗi lần dính được cá nó cảm giác khó diễn tả. Hai em. Trong như đó đây. Chờ đợi đi, thêm con lên nữa nè.
cái cây. Bà nương bà gom góp về bà đi chụm củi, bà chụm nồi cơm bà đỡ tốn tiền ra. Cây đủ nồi cơm rồi đó. Gầy ra ra nó cũng lên da lắm. Bãi bọc này có dựa thu mua 1.000 ký, 2.000 ký cũng đỡ, kiếm tiền xăng. Với lại cá nó giờ nó ít đó, nhầm khi giờ không cần dân cá, dân bọc kiếm tiền xăng với muốn ghiêu rồi tiền sáng rồi. Nói gì xong tiền này bọc thì bao la. Dân mấy con nước chết nước vậy mà bọc vậy. Ủa, trời ơi, giật mình hoài trời. Cứ sạc sạc giống cá nó quậy không à. Nhưng bữa nay nước nó hơi đục đó bạn, nhiều khi con lao nó ẩn lên nó, mình cũng khó thấy liền lắm, nó hơi tiệp màu nước. Còn con Hugo này kia nữa bà ơi, cậu nói được rồi, nói rồi, thường ngày bà gửi mèo nó bà, bữa nay nó gửi mèo nó tôi nè. Nói gì nói thôi cũng gần hết lưới rồi đó. Tài này có 400 mét nè. Ừ. Chịu được cái gì à, sự cái không chịu à. Đó, cái gì vậy? Cái gì kìa? Ê, ê, có bà xe. Cái gì? Ô, bà xe nhà bà luôn, trời. Hốt, bà đưa. Bà thấy cái miệng tôi linh ghê không? Hồi nãy tôi nói có thể cái sao anh đây. Thằng ngô sao biết nói luôn bạn ơi. Chà bá bệnh. Anh. Con này 3 ký mấy hơn, 3 ký mấy à. Hết, nấu nổi chứ, cá bà xà biết nấu luôn. Ủa, bởi vậy nước mà lấy giờ là hồi đó làm gì dân bên đây có cá bà xà. Tại nó cá xà nên ở trong gốc cây được không à, ở theo tụ điểm mà. Còn bên đây bị ăn nát ở dưới là đất cát, khoảng đống lự dưới á. Giờ nó cá ly lan tùm lum chứ. Nhìn cá xa đã thì trời. Uống đu một khúc. Có nước không? Đục đâu có nước đâu. Cái đục của củ sủ nó bị xì, ông nhét bít nước lại rồi. Nhìn cá xa đã thì. Để đâu? Cá bà xa này thì thường là nó dạng như là ở đây nhầm khi tùy theo loại kích cỡ, bự thì cái giá nó cao hơn, còn tầm trung khoảng 50.000 ký. Cá hú thì cái giá nó cao hơn chút. Cái bà xa này kích cỡ nếu bự nhất của nó thì cũng tầm khoảng 8 ký, là gọi là 9 ký, 8-9 ký gọi là hết đát rồi, khoảng đó mà. Cái này mà lúc trước kìa mà chúng quăng cái ổ quăng cá này tập tính đó, nó ở bầy đàn là quất một phát bạn tin không, 100 mấy 200-300 ký luôn á, nói về 3 năm về trước nha. Còn bây giờ tỷ lệ cá nào cũng vậy, nó ít. Khi con cá sủ nó không ở bầy đàn, nhưng cái ba sa này nó ở theo bầy đàn. Sợ con cá nó yếu bởi vì mình không có dám bẻ ngạnh á, mình nói qua nó lời vậy thôi, có chắc 2 vòng lựu đạn này cũng đâu có đem kịp. Chưa có kịp à? Tại nào giờ đi chiên đánh cá sủ không à, bây giờ có đem kịp. Ừ, quá đã rồi đưa. Ok. Ok con TT. Anh sao có miếng nước hả? Có nước, anh sao có. Còn nữa, còn nữa nè bà Đường ơi. Ừ, gần hết lưới rồi. Thôi nốt được ba xa mừng hết già luôn. Thời tới cả không nổi rồi. Lên luôn. Sủ đâu? Ba xa đâu? Mỗi lần dính cá là có động lực mà đại phát thanh đồng tháp lên liền. Nãy tấp vô bay sổ nó quậy sổn sổn, nó cũng cái gì không à, nhìn không gan cá mà xa. Không, con cá em thấy rồi, thấy nó cứ sống nó lên rồi mà không biết cái gì. Nằm sát cái vô cái bay sổn đó. Ở nhà này có cái giọng đó. Ừ. Bởi vì giờ thời buổi giờ cá không, nó đi không hiểu nổi luôn. Ở đây mà dính cá mà xa. Thank you.
Cá bà sa đó lúc trước mấy anh em mình câu ngoài bè cũng sủ nè, cũng sảy con mấy ký rồi. Lấy vợt xúc phát sảy. Câu để nhận cái bè á. Quấn vô vậy tao bè á. Quỷ cụ lũ đạn này xúc chút quất để đụng đi luôn. Gặn hết lưới bà nương ơi, câu lên câu lên. Tán thêm con cái sủ đực là khoảng 4 ký hết mệt liền nè. Hồi nãy hồi mà dính được một lao ha. Bộn tiền. Một lao thì trung bình mỗi năm ở đây dính đâu, nếu tính hết người dân này dính khoảng 3 4 con là dữ lắm. Khoảng 10 năm về trước là thôi ở đây toàn là thả lưới các con lao không. Mà nếu tính ra nếu mà cá con lao nhiều mình dân lưới neo này tỷ lệ xác suất mình bắt nó còn mạnh hơn là mình lưới thả chi con lao mà chứ dụng á con lao thả lưới chỉ. Hồi đó đây đa số người dân này họ thả lưới con lao mà thả bằng lưới chỉ á, chạy như giống như mấy anh em mình thả lưới cá thu vậy đó, mạch vậy đó mà lỗ lưới nó bự hơn. Rồi sau này mấy cái dạng lưới đó ở đây người ta đem lên ta gào gà hết rồi, tại cái xa sau này nó hết á rồi không có xài được nữa. Đem lên người ta gào gà gào vịt dân mình lên câu nó coi trời ơi gần hết lưới rồi. Con cá sủ nó ám ảnh rồi, em ơi em đâu rồi. Hồi nãy nó nhắc cá xa dính con rồi đó, còn thêm con cá cày nữa. Tới cái phao đó là hết rồi, sát bên rồi. Ta lưới 400 mét rồi, bởi vì kéo nó cũng mau. Nước này do nó đổ xuống quá, nó đổ chiều nhanh quá chứ nó, nếu mà không thì mình giăng hai tay nó ngon luôn. Nhưng khi giăng lưới neo chặt tay này còn tay kia. Một phần nữa là lợn tháng giăng lưới neo nó được có mấy ngày đâu. Nhưng có cái là nước nó đổ chiều nhanh quá, hai tay mình cuốn lưới không kịp. Chuẩn bị kết thúc chương trình. Ghi bằng thắng vàng nè. Nãy giờ đang đá phụ này mới gọi là bằng thắng vàng nè. Đầu lưới cuối lưới hên lắm, thường nhìn cá lắm. Lớn hàng. Ổng lên thì mai mốt lên. Để đá vô nè. Bà cứ vậy không còn lưới là còn cá với bà giỡn hoài nè. Giỡn chơi hoài. Hy vọng dù biết rất là mong manh. Tán còn nữa. Rồi luôn, chuẩn bị kết thúc thiệt luôn. Chương trình chúng ta tới đây là kết thúc. Rồi. Kết thúc thiệt luôn rồi. Vậy mà không ghi được bằng thắng vàng bạn ơi. Nhiều đó, nhiều đó. Sao hồi nãy bà cậu đó bà. À, nốt được con ba sa bự cũng đỡ quá. Bà cậu gửi mèo cho bà nương rồi. Nhiều đó là nhiều đó à. Trời bên đây mấy cái xà lan với mấy cần cẩu nó múc in nổi vậy. Hên đó là vớt vác đựng cá ba sa đó. Nãy em nghĩ chắc cũng hiu rồi chứ cũng gần hết lưới rồi. Cá mà xa giờ mới đi qua đây luôn ghê thiệt. Thường là ở phía bên cọ mình đó mà, cọ Ba Hiệp á anh em mình á. Tại bên đó là nói về gốc cây rồi nhiều cái gọ. Là tập trung bên đó mà nào giờ văn bên lạch cọ bánh nào thấy dính lắm. Lạch cọ này nào giờ mình đi rồi văn đa số là còn cá sủ không à. Nay hốt luôn mà xa ghê gớm thiệt.
bò cua móc đầu giật bánh lái về thôi. Ủa tính gà bữa nay ta lưới thì cũng ngon lắm mà. Bữa nay em chết nước nữa chứ. Chết nước tức là con nước nó chỉ một về chiều thôi á, nó không có nhích lên. Thường mà giăng lưới mà trúng đậm nhất á là ở đây các bạn, là một con nước ví dụ nó đang đưa xuống không? Là nó đưa yếu á là mình giăng lưới. Rồi mình giăng một chút á bắt đầu nước nó đứng lại, đứng đầu bắt đầu nó nhích lớn lên. Mà nó nhích lớn lên là nhích một chút thôi nha. Bắt đầu đưa ngược xuống là con nước đó là gọi là cá dính nhiều lắm. Tức là nước nó đổi chiều á, còn chết nước á là nó chỉ chảy một chiều thôi. Tức là nó yếu yếu xong ngò cái nó đưa luôn vậy đó. Thì thường con nước chết nước đó thì cá ít dính lắm. Mình giăng câu cũng vậy á, giăng câu là phải nước nó phải đổi hai chiều vậy đó. Thì con nước vừa đổi chiều lại là con cá đi ăn. Đặc tính cá nó là vậy các bạn. Bữa nay giăng được ta lưới được kết quả vậy là cũng ngon lắm rồi. Rồi cái tháng này ăn cuối mùa cá mà. Cá mắm về nó đâu còn như hồi mà xưa đâu. Không phải là mình nói lâu sâu xa gì hồi xưa, chỉ gần khoảng 3 năm về trước thôi. Mấy bạn nào xem clip cũ mình hồi xưa thấy rồi không? Mỗi lần clip mình đăng lên là cá dính bằng con chóng mặt luôn á. Clip neo này nè. Còn chỉ có năm rồi với năm nay là bết bát thôi. Cá ít quá. Trời gió hiệu hiệu này lạng quạng, hồi trời mưa xiền luôn. Dạo này cũng mưa miết rồi bạn ơi. Nhớ thì giấc tối á. Mà nó mưa không phải là mưa diện rộng nha. Nhằm khi ở ngoài đây mưa chứ ở nhà mình không mưa. Có bữa thì ở dưới mưa còn trên đây không mưa. Về tới điểm tập kết quyền hội. Bò cua liền. Bữa nay nước nhiều ghê hồn. Ồ dạ mỏ rồi coi nó ngập. Không còn thấy cái chót mỏ là gì luôn. Nhìn là biết bể đầu rồi. Đừng có con hả? Con con bộ hả? Rồi bể đầu. Còn quỷ già kia bể đầu về giặt đầu bán luôn kìa. Đừng con 600 gram hả? Trời ơi, gì đâu mà cá bạn nghe thê thảm không? Siêu mẫu đường con đã bao 400 gram, còn đây cá lọc con đường con 600 gram. Bữa nay cũng có sủ đứng đầu bán nữa rồi. Con nghĩ đi kéo một tay lưới neo nó dài thăm thẳm chiều trâu vậy đó. Con 300 gram, cộng lọc con 600 gram. Làm cái nghề bà cậu này đúng thiệt chứ. Giờ bởi vậy nhiều người ở đây đã bỏ nghề lưới neo hết trơn. Ta đòi bán ghe, bán lưới năm rồi với năm nay quá trời luôn. Tại không có cá. Một cái dây điện nguy hiểm này đại ca. Bà đi đâu bà hai? Dạ. Bữa nay hai chồng lựu đạn không có giăng lưới. Hai chồng đây là thành quả. Một con cá sủ cái. Vậy con cá sủ đực. Sủ đực có giá hơn, đỉnh có giá hơn. Hai con cũng ngang ngửa nha. Con cá sủ đực này nó vàng hơn ha. Với lại bên đây nó cứng cứng. Con sủ cái bên đây nó không có. Ôi ơi má ơi, đó cỡ cũng có đủ là vậy đó. Đục theo kiểu thời đại 2.0, không cần nữa. Ủa cá xa cú già chứ đã rồi. Ôi ngon ghê không? Cá bà xa biết nấu luôn các bạn ơi. Trời 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 ơi, bà hai bà làm cái chuyện mình bà hai. Bà bắt luôn đi. Trời ơi, bà bon che bà con tóc thuần vô đây bà kiếm chuyện nữa chứ. Trời ơi, bà rảnh thiệt chứ. Giang hồ không biết lỗi đó. Thứ gì chịu cho nổi. Lục nào giờ? Đây cột cái đuôi nó. Cột cái đuôi nó kìa. Ừ. Chạy bắn cái gọng rồi để nó vô. Con này 3 kg được không ta? Chắc được à. Nhiều. Bà hai bà cá nhiều, cá này nhiêu? Nó đang cá 2.7. Tào lao tôi cá này 3 kg, 3.2 kg. Cụ nó 3.6 kg. Cụ nó 3.6 kg nha, thử bao nhiêu? 3 kg rưỡi. Bà nương nó 3.5 kg. Nhiêu? 3.6 kg. Trời ơi, 3.6 kg thiệt má ơi. Vậy hả? Bà nội cha đó. Vậy là bà biết sao không bỏ lên rồi bà còn cá. Không, má ông vậy mình đói cũng tương đối chúng không? Mình nói 3 kg, 3.2 kg. Cá 3.6 kg, bụng trong bốc. Chứ là để khô hoài họ chết rồi. Củ sủ gọng cá cái vậy, nó ở sông tiền này không ai đụng hàng chứ. Thả vô luôn. Nó giật cái gớt xuống rồi luôn. Thả luôn
Cái gì chịu nổi. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Nhiêu ký lô à? Đã được một ký. Còn cá dục lên luôn, bao nhiêu? 9 2 ký. Ký 9. Thì con kia 900 g, con đực con tra 1 ký. Ký. Ngon lành chưa? Ai chào bạn nha, hẹn bạn clip sau nha. Bye.